có việc gấp lắm, ba phải đi xa. Hai đứa con vẫn ngoan nghe. Ba ơi, con ngoan lắm đó ba. Con còn nghe là chị nữa đó. Mai mốt ba về thưởng cho hai đứa hai tô phở thiệt ngon nha. Ba sẽ về tìm hai đứa. Ba vẫn khỏe. Ba ơi, Tâm Y, nhớ lo cho Tâm Anh. Dạ. Ba về ngay. Ba về liền, hiểu chưa? Ba ơi, ba nhớ vậy con nha. Con nhớ ba. Dậy đi Tâm Anh, dậy đi em. Ủa, dậy rồi hả? Ồ, dạ. Ủa chú ơi, bộ chú đắp cái này cho tụi con hả? Cái này lạnh lắm á, coi chừng bệnh á. Dạ. Con cảm ơn chú. Chú thấy sao con ở đây, ngủ ở đây vậy? Chưa lớn mà sao lại bỏ nhà đi rồi? Rồi ngủ ở đây đó, có chừng người ta đi qua đi lại cũng còn lạng mài tội lắm á. Cảm ơn. Con cảm ơn chú nha chú. Chị ơi, sao ba chưa tới nữa chị? Trời ơi anh ơi, tôi nói anh nghe nè. Đây á là cái gian phòng bảo vệ, chứ không phải là radio nhắn gửi yêu thương. Đâu làm vậy đâu anh, kỳ quá hả? Dạ, tôi biết hai đứa nó đang chờ tôi. Nó chờ tôi lâu lắm rồi anh. Tôi hết cách rồi, anh giúp giùm tôi nha. Cho tôi nói chuyện với hai đứa con tôi nha. Ông nói nhanh đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Dạ dạ. Tôi cũng hết cách rồi, anh xin anh giúp giùm tôi đi. Tôi cần gặp hai đứa con tôi. Chị ơi, em đói quá. Alo alo, ở đây ai là Tâm Anh Tâm Ý của người cần gặp? Alo alo, ở đây ai là Tâm Anh Tâm Ý của người cần gặp? Alo alo. Tâm Ý, Tâm Anh, có nghe ba nói gì không? Ba đó chị. Ba nè. Ở đâu vậy chị? Ba đó. Hai đứa chờ ba lâu lắm rồi phải không? Ba
xin lỗi, ba có việc gấp lắm, ba phải đi xa. Hai đứa con vẫn ngoan nghe. Ba ơi, con ngoan lắm đó ba. Con còn nghe là chị nữa đó. Mai mốt ba về thưởng cho hai đứa hai tô phở thiệt ngon nha. Ba sẽ về tìm hai đứa, ba vẫn khỏe. Ba ơi, Tâm Y, nhớ lo cho Tâm Anh. Dạ. Ba về ngay, ba về liền, hiểu chưa? Ba ơi, ba nhớ vậy con nha, con nhớ ba. Ba sẽ về tìm hai đứa. Ba đừng lo cho tụi con sẽ lo cho Tâm Anh cho tới khi ba về. Ba cũng phải giữ gìn sức khỏe nha, ăn uống đầy đủ và đừng đau bệnh gì hết. Tụi con yêu ba, Tâm Ý và Tâm Anh. Anh ơi, có gì không em? Dạ, cho em hỏi là ở đây có tuyển người đúng không anh? À, ở đây đủ người rồi em ơi. Anh ơi, ở đây có đồ ăn thừa không? Cho em miếng luôn. Em ơi, em tới trễ quá, đây đủ người rồi. Chị ơi, ở đây có nước không? Con ơi, đây là công việc của đàn ông. Con đàn bà con gái sức đâu mà làm được việc này. Hôm nay ấy, chú chỉ giải quyết cái hai cậu này thôi nha. Chú cho con làm đi chú. Con làm giỏi lắm á chú. Trời ơi, đã bảo rồi, việc này nó nặng nhọc lắm, sức con gái không làm không, được. Con làm được, để con làm cho chú coi nha. Cố lên chị ơi, cố lên. Đấy, nặng lắm đấy. Ôi, ôi. Nhanh. Có chị sao không? Chị có sao không vậy chị? Chị không sao. Chị có sao không? Chắc không sao đâu. Thôi hai cậu đi vô làm nha. Chú ơi, chú cho chị con làm đi mà chú. Chú cho chị con làm đi mà chú. Chú ơi, giúp chị coi nha chú ơi, giúp chị coi nha chú ơi, giúp chị coi chú ơi. Trời ơi, có sao không con? Có đau lắm không? Có sao rồi, vậy nào. Trời ơi, đã bảo rồi, đàn bà con gái sức đâu mà làm. Dạ, không sao. Mục đích của công việc chúng ta là nhằm tạo sự chú ý từ khách hàng, cho nên chúng tôi không yêu cầu trình độ. Cái quan trọng là trong tất cả các bạn ở đây, ai có giọng nói rõ ràng và lớn nhất thì người đó sẽ được nhận. Các bạn hiểu không ạ? Rồi, bắt đầu từ anh. Bữa giờ sẽ 86 em ký. Cảm ơn anh, mời anh qua đây. Người tiếp theo. Cứ lên chị ơi. Bữa giá sánh 86 ngàn một cây. Giọng nói của tốt. Mời em qua đây. Ai đạt yêu cầu thì sẽ được đứng bên đây. Những bạn chưa đạt yêu cầu của chúng tôi thì mời các bạn qua đây. Rồi mọi người kế tiếp. Bữa giá sánh 86 ngàn một ký. Cảm ơn em, mời em qua đây. Người tiếp theo. Bữa giá sánh 86 ngàn cây. Giọng em cũng tốt, nhưng mà vẫn thua chị này. Mời em qua đây. Mời anh tiếp theo. Bữa giá sánh 86 ngàn một cây. Giọng anh tốt lắm, đi theo tôi. Tâm Anh ơi, chị được nhận việc rồi đó. Mai chị đi làm rồi. Thì hả, chị giỏi quá. Dạ, con chào chú, con cảm ơn chú.
gì mà nó mừng như trúng số vậy trời. Khách đến anh chỉ cần cầm cái này, sau đó bấm số trên đây, và cuối cùng là em bóp thật mạnh cái này là được, hiểu chưa?